Chí Minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận 8, trường tiểu học Trần Nguyên Hãn đã lựa chọn và thực hiện chủ đề tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Trần Nguyên Hãn tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022. Từ cổng trường hướng mắt về phía bên phải tại khu vực phòng truyền thống, quý vị sẽ thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được trường tiểu học Trần Nguyên Hãn xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 9 năm 2022 với ý tưởng là một bảo tàng Hồ Chí Minh thu nhỏ trong không gian ấy. Xin mời quý thầy cô và các bạn học sinh khám phá không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và đây chính là những quyển sách về Bác Hồ mà em thấy là hay nhất. Như đây là một cuốn chẳng hạn, cuốn này có tên là Nghiên cứu về Bác Hồ. Và còn đây nữa, rất nhiều loại sách nói về Bác Hồ để các em nhỏ có thể lấy và đọc nhiều hơn. Và mấy cuốn sách này cũng có màu để các em có thể dễ hiểu hơn để đọc và viết về Bác Hồ. Còn ở đây chính là khu vực bàn ghế để các em học sinh nhỏ tham quan và đọc sách. Lại ở đó, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 252 ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân quận 8. Ban lãnh đạo nhà trường kết hợp với các bộ phận trong đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động, phong trào có nội dung phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường phát động chủ đề năm 2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Trần Nguyên Hãn tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đức tính nêu gương. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thầy dạy tốt, trò học tốt. Bên cạnh đó, thư viện và liên đội tổ chức tuyên truyền các hoạt động phong trào cho học sinh tham gia, học tập theo gương Bác Hồ như phong trào quyên góp sách, truyện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giới thiệu triển lãm sách Bác Hồ, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cùng với tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động như mỗi tuần một câu chuyện hay, một tấm gương sáng, vào sáng thứ hai hàng tuần, giáo viên kể chuyện đạo đức Bác Hồ dưới sân cờ cho học sinh. Sau mỗi câu chuyện, học sinh và giáo viên sẽ cùng nhau trao đổi, phát biểu ý kiến để đưa ra ý nghĩa nội dung câu chuyện cho các em hiểu rõ về Bác, càng thêm yêu quý và học tập noi theo gương Bác. Ngoài không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường, tại các lớp còn xây dựng một góc nhỏ, thư viện mini, trưng bày sách, hình ảnh về Bác được đặt tại vị trí trang trọng của lớp để các em học sinh có thể xem và tìm hiểu về Bác bất cứ lúc nào một cách gần gũi và thân thương nhất.
Nếu như trước đây, học sinh chỉ được tìm hiểu những bài học và những sự kiện riêng lẻ chưa có tính khái quát và quy mô cao, thì giờ đây, thầy và trò trường tiểu học Trần Nguyên Hãn đã có cách nhìn mới, khái quát và sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ là nơi lan tỏa, rèn luyện nếp sống đẹp và lành mạnh, sống có lý tưởng cho các thế hệ học sinh của trường. Có thể nói, càng hiểu về lịch sử, ta càng thêm yêu lịch sử. Càng hiểu về Bác, ta càng thêm yêu Bác hơn. Nên việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên và học sinh của trường tiểu học Trần Nguyên Hãn sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp và việc làm thường xuyên của mọi cá nhân, để các em học sinh sẽ phát triển thành những đội viên tốt, sống tốt, hành động tốt và tránh xa những tệ nạn trong xã hội.